Thưa quý vị, Festival Nghề Truyền thống Huế năm 2019, sự kiện kinh tế và văn hóa lớn của thành phố Huế, tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh các ngành nghề thủ công truyền thống, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Tiếp nối thành công của 7 kỳ trước, Festival Nghề Truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề tinh hoa nghề Việt, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm, khám phá thú vị khi có nhiều hoạt động đặc sắc mới lạ được khai thác. Liên quan đến công tác tổ chức và những điểm nhấn của kỳ festival lần này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival Nghề Truyền thống Huế 2019. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, như vậy là chỉ vào cuối tuần này thì Festival Nghề Truyền thống Huế 2019 sẽ chính thức khai hội. Vậy thì đến thời điểm này ông có thể chia sẻ công tác chuẩn bị như thế nào? Festival Nghề Truyền thống lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 2019 đến ngày 12 tháng 5 2019. Phải nói rằng đến nay thì công tác tổ chức thì công việc chuẩn bị cũng đã đạt trên 90%. Và các cái nghệ nhân, các cái làng nghề trong cả nước cũng như quốc tế cũng đã sẵn sàng để về tham dự festival. Các cái không gian chính để cho festival, rồi các cái sân khấu lớn chuẩn bị cho cái khai mạc, rồi lễ hội dài, rồi không gian tôn vinh các cái nghề truyền thống thì đã đang được hết sức khẩn trương để hoàn thành. Với trọng tâm là giới thiệu những nét độc đáo của nghề truyền thống Huế của các tỉnh thành trong cả nước, vậy thì không gian thao diễn nghề truyền thống được ban tổ chức festival nghề chú trọng và làm như thế nào ạ? Đối với festival lần này thì ngoài cái việc giới thiệu các cái chương trình truyền thống đã làm, thì chúng tôi cũng mong muốn đưa những cái chương trình mới để tạo những cái điểm nhấn cho festival, và cũng mong muốn là giới thiệu những cái nghề mới nhằm để cái quảng bá thúc đẩy những cái nghề mới nó được hình thành. Với cái quy mô thì khá lớn so với các cái kỳ festival lần trước, cho nên chúng tôi cũng tạo những cái điểm nhấn cho các cái không gian. Thì ngoài cái không gian chính thức là giới thiệu cái các cái nghề truyền thống, thì chúng tôi có cái không gian sen, giới thiệu nghề sen, không gian áo dài, không gian đông y, không gian ẩm thực thuần Việt. Và đặc biệt lần này thì ban tổ chức cũng hết sức chú trọng giới thiệu cái không gian về lụa và áo dài, cũng mong muốn là giới thiệu cái áo dài Huế đến với công chúng và du khách. Nhưng mà bên cạnh đó thì tạo ra một cái sản phẩm, một cái thương hiệu áo dài Huế trong tương lai. Như vậy là Festival Nghề Truyền thống Huế đã bước sang lần thứ 8 tổ chức, và tiếp nối thành công của những kỳ festival trước thì festival lần này không chỉ hứa hẹn sẽ ấn tượng với nhiều không gian mới lạ của Huế, mà sẽ còn có những cái chương trình nghệ thuật hiện đại, những cái chương trình mới lạ dành cho các du khách, các thế hệ trẻ. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài chương trình nổi bật để mà du khách có thể tham gia? Tại Festival Nghề lần này thì sẽ có 12 cái chương trình chính và 13 cái chương trình cộng đồng. Thì cái điểm nhấn của các cái chương trình nghệ thuật thì đó là cái chương trình khai mạc và bế mạc. Thì tại đây sẽ diễn ra các cái chương trình nghệ thuật để giới thiệu cho người dân về cái nghề truyền thống thông qua các cái chương trình nghệ thuật. Thứ hai nữa là cái lễ hội áo dài cũng sẽ được tổ chức với cái chủ đề là áo dài và cái hành trình di sản. Và địa điểm diễn ra thì tại cái quảng trường Hoàng Môn, thì đây cũng hứa hẹn một cái chương trình cũng hấp dẫn lôi cuốn du khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý đến cái chương trình dành cho giới trẻ, đặc biệt lần này thì có một cái chương trình nghệ thuật Hàn Quốc, có các ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc sẽ biểu diễn, và cũng hy vọng chương trình này sẽ thu hút đông đảo các cái bạn trẻ đến xem. Bên cạnh đó thì cũng có các cái chương trình giới thiệu các cái về các cái lễ hội hoa, rồi lễ hội kích khí cầu, thì bên cạnh đó thì sẽ có những cái chương trình nghệ thuật lồng ghép vào các cái chương trình lễ hội đó. Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ hôm nay ạ.